그거 넣고 오이 마늘 넣고 오이 넣고 오이까지 hấp dẫn mọi người, những cái nè mọi người, cả là phải cái không cánh. Mời cả nhà ăn thôi không nhé. Một hành ba rố mọi người, bên Hàn là ăn hành ba rố nhé, không ăn hành cái nhỏ Việt Nam mình đâu. Nhưng cả phải nấu cái mới không tanh đúng mọi người. Món cơm thầu là đẹp. Đấy, cơm thầu, món cơm thầu truyền thống ở Hàn. Đấy, canh cả cây. Canh cả cây ở Hàn. Buổi trưa nhưng thành buổi chiều của mình rồi đấy. Cả đấy. Hành ba rố. Nấm này, cà rốt này, cua cầm bùi này, từ từ trứng chiên, canh cả cây, canh cả cây. Nhìn là biết cãi rồi mà nó. Một màu đỏ cái cây. Món canh cá cây. Thank you.
tiempo. Yo tengo que tiempo. Thank you.